thiệt đấy. Rồi vô chim nhỏ kìa, quá trời rồi. Vô mới đi luôn. Hello cả nhà mình nha. Hello chào toàn thể anh em thợ chim. Bữa nay mới ra, bữa nay giờ này mới ra tới bãi anh em. Dấu chim nhỏ quá trời anh em ơi, không khác gì tập trước rồi, quá trời dấu chim nhỏ rồi. Giờ đang đi đi coi dấu với coi có bay hay không nha cả nhà. Trời, cái bờ này nó phải lên lưới, bờ này con rất còn ngon luôn á. Chào cả nhà cái coi. Chào cả nhà. Bờ ngang vậy hả? Bờ ngang, ngang gió. Chắc là chim còn ở cũng được, được. Ra tới bãi 5 giờ 10 cả nhà. Đúng góc luôn. Đi với cả nhà, cỏ lâu ngày ít người đi. Cái miếng này còn nước à, còn nước nhiều rồi. Còn quá trời rồi, quá trời giống chim rồi. Không có đem chống con quay chắc nó hơi bị lắc, cả nhà mình thông cảm nha. Thế là hơi bị khang tiếng chút xíu cả nhà ơi, nói không được rõ hung nữa. Nói chung ra là camera đang bị bệnh, mới chết sáng luôn á. Mấy ngày nay bãi đông nè. Rồi còn nhiều con cá nữa. Cái con ứng ấn nhóc luôn kìa, đầy đông luôn, chắc đông này còn chim nhiều nè.
Mấy con đó bay lượn giống như hello anh em ơi, thì giờ cũng về tới nhà anh em. Nói chung là anh em thông cảm giùm cho em nha, tại vì không có thời gian quay anh em ơi. Lúc mà bắt chìm không có thời gian, thật sự là mình không có thời gian chút xíu nào, không có rảnh tay chút xíu nào móc cái máy ra mình quay cho anh em xem được. Như đó anh em thông cảm giùm nha. Dạ thì về tới nhà bữa nay cũng được khá khá anh em. Chứ nhiều nó cũng nhiều đâu, mà ít thì nó cũng không có ít, ngày tầm khá khá đủ sống nha, đủ ngày công thôi ba anh em. Thì giờ mình tính sơ sơ chắc cũng tầm 100-120 gì giỏi vẻ anh em, với 4 gà mái chứ, trong dưới đó 2 con, trong này 2 con nữa là 4 gà mái. Có chân nhựa chân nghịch luôn ta, hình như 2 con gì mà. Rồi chân nhựa trong này có 1 con, 2 con nè, đúng rồi, nhớ là 2 con, 2 chân nghịch. Tầm 100 mấy chim nhỏ nè, với 4 gà mái. Gà đi hết trơn anh em ơi, bữa hôm gà cũng có. Gà mấy bữa nay quýnh thắt lắm nha anh em, tại vì nó động mái á, nó đi hết trơn. Đâu còn nữa. Còn chim nhỏ nó chưa có đi, tại vì chim nhỏ nó đi chậm lắm, nó dời chậm lắm, từ từ nó mới đi. Đồng đây chắc cũng 3-4 bữa cũng hết anh em ơi. Giờ gắng làm. Đi là quay, giờ này 4 giờ mấy nữa. Đêm mau quá không? Thôi chào anh em tại đây nha, hẹn anh em thợ chim và toàn thể cả nhà mình ở video tiếp theo. Và cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ em với nha, chứ hổng gài em thấy kênh hổng gài không có được, không có lượt sub cả nhà, không có lượt đăng ký, cũng không có lượt like nữa, lượt view, lượt xem thì cũng bị sa sút, bị rớt quá trời. Không biết là anh em bận công việc hay là anh em xem những kênh khác hay sao mà em không biết là sao cấp này sao nó xuống quá. Thì cả nhà mình xem thì đăng ký kênh ủng hộ em với nha cả nhà, để em có động lực làm những video tiếp theo nha.